rồi nó cứ sái 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 ra. Vâng. Nhưng điều trị là nó hết thôi, không vấn đề gì cả. Cơ này, hôm vừa rồi nó bị, nhưng mà bị cũng nhẹ thôi. Nó sẽ rất nguy hiểm nếu như em vẫn chơi tennis. Mà tất cả những cái trường hợp mà nó bị đứt gân axin đa phần là 90% là nó do mà nó đang bị viêm, nó chưa khỏi hoàn toàn. Gần như là chỉ còn hơi, tức là nó chỉ còn 2-3 phần đau thôi. Tức là nó giảm nó đến khoảng độ 70-80%. Đến cứ nhận, nó hồi phục như dài 21. Cái tay của em là đau từ bao giờ? Được 3 tuần rồi. 3 tuần, 3-4 tuần. Ừ. 3 tuần thì cái lần đầu tiên nó đau là bao giờ? À, là như thế nào nó đau? Em chơi xong hôm đánh tennis thì là nó có cái cảm giác nó hơi đau nhẹ nhẹ. Xong khoảng khoảng 2 tháng trước thì nó đau nhẹ nhẹ, xong rồi chơi thì nó đau rõ ràng hơn. Nhưng mà trong 1 tháng gần đây sau khi mà chơi thì nó vẫn duy trì cái đau như thế, nó không bị tăng lên, nó cũng không giảm đi. Ừ. Bây giờ em làm cái gì thì nó đau nhiều nhất? Bây giờ thì xoay như thế này thì nó đau ở cái chỗ đâu đó ở chỗ này. Nếu mà xoay mạnh. Ừ. Hoặc là vận, hoặc là bê một cái vận nặng. Đó khoảng tầm 20-30 cân là bị, còn bình thường thì hoặc là ký tá nó lúc cảm thấy nó hơi mỏi. Ừ. Nó cứ sái sái sái. Vâng. Nó bị một cái cảm giác nó gượng đấy, cái chỗ đấy ạ. 1 tháng gần đây thì thực ra là cũng giảm cái tần suất đánh đi, nhưng mà vẫn đau, vẫn khó chịu. Vâng, đúng, nó rất khó chịu. Cái này nó không tự khỏi được nhỉ? Cái gân này nó không tự khỏi được. Nhưng điều trị là nó hết thôi, không vấn đề gì cả. Vâng. Đây là chơi tennis. Vâng. Hôm vừa rồi nó bị cũng nhẹ thôi. Bây giờ thì nó có phiền mình lắm không? Không. Vâng đấy. Đấy là đau đấy. Thế cái này là phải điều trị đi, không là mặc dù bây giờ em không thấy phiền đấy, nó không bao giờ nó khỏi được cái gân này là một. Cái thứ hai là nó sẽ rất nguy hiểm nếu như em vẫn chơi tennis. Vâng. Bởi vì cái gân này mà khi mà nó bị viêm ấy, là nó rất dễ đứt. Nhất là với cường độ cao. Mà tất cả những cái trường hợp mà nó bị đứt gân axin đa phần là 90% là nó do mà nó đang bị viêm, nó chưa khỏi hoàn toàn. Và khi mình chơi cường độ cao, cái phương án là phải nghỉ hẳn với cả điều trị đúng không? Đúng rồi, nhưng mình không nên nghỉ hẳn. Mình thay vì chơi tennis thì mình có thể đạp xe, cái này đạp xe đi bộ. À. Đó, chứ nếu như mình nghỉ hẳn thì nó sẽ không tốt đâu. Bởi vì cái này là do nó có thể là nó quá tải trình diễn, thế là nó không chịu được và nó sẽ đến cái việc nó viêm. Cho nên là mình song song với việc mình trị liệu để cho nó khỏi, và mình phải tập cho nó khỏe lên để nó chịu được với cái lượng vận động đó. Tức là cái cổ tay này thì là... Thì trị liệu là nó ổn thôi. Vâng. Trị liệu sau này cần thiết mình sẽ tiêm những tinh dầu tiểu cầu, cái thứ cho nó ổn thôi, không có gì cả. Vâng. Cường độ thì em nên làm nào để cường độ thì... Tại vì là cũng không có cái gì thay thế, thành ra là cứ ham nên là cũng... Thì đấy, thì những cái động tác nào mà nó làm em đau á. Vâng. Thì em sẽ tránh nha. Nó theo bình thường nó không đau thì thôi. Vâng. Nó đau thì tránh ra thôi. Vâng. Hay là nó đau quá nó mất cảm giác rồi thì không biết. Mà bắn nó cái điểm đau để nó cái giảm đau. Mà vì sau xung kích thì bắn nó điểm đau để đấy đỡ hẳn. Em làm mấy cái động tác bình thường mà nó đau hay đây động tác này là bình thường nó bị đau nhất này. Đau nhất rồi. Bây giờ thì thấy nó thế nào? Bây giờ nó chỉ
hơi một chút xíu thôi. Ví dụ như ban đầu nó đau 10 phần thì làm động tác đấy đau 10 phần thì bây giờ nó còn mấy phần? Bây giờ gần như là chỉ còn hơi thôi, tức là nó chỉ còn 2-3 phần đau rồi. Tức là giảm nó đến khoảng độ 70-80%. Đến cứ nhận, hồi phục như dai 21. Đấy, thì, đấy xoay như này thì trước còn xoay này nó đau này, bây giờ đỡ hẳn. Bây giờ đỡ hẳn rồi đúng không? Ừ, thế tốt rồi. Thế này thì... Nhưng cái chân này thì ấy hơn. Lâu hơn. Chân lâu hơn. Chân này lâu hơn thì nó rất là ở xa cơ thể của mình. Nó xa tim, máu nuôi dưỡng nó rất là kém. Nhất là nuôi dưỡng cho cái gân này là rất là kém máu nuôi dưỡng. Đấy hơn thứ nữa để làm được gì cũng cần đến nó. Vâng. Đây là cái gân này là cái gân lớn nhất cơ thể, nó chịu cái lượng vận động lớn nhất, cho nên là nó rất là lâu lành, nó không sao. Vấn đề là đợt tay này thì nó sẽ khó chịu hơn. Bây giờ nó đỡ rồi. Về mai ký là cái ký cá thoải mái thôi. Vâng. Máy bướm này, máy tính này, tiếp tục theo dõi thì đau vài hôm nữa lại ra. Đúng rồi. Cứ khoảng 2-3 ngày em chăm sóc một lần là nó ổn. Ok, cảm ơn.